Em đồng ý lấy anh nha. Anh Trung. Ủa Vi, lâu quá mới gặp. Dạ. Cảm ơn hai vợ chồng em tới chung vui nha. Dạ ok anh. Đây là bạn gái tôi, Tiểu Vi. Mời cho chú rể như em đi không? Qua anh Đạt vẫn luôn đợi cô. Anh ấy đợi cô quay về, nhưng mà cho tới khi cô trở về thì anh ấy phát hiện hai người không cùng một thế giới nữa. Hãy suy chẳng hồi yên một tao đi xe cái nan đó. Quay đầu quán cà phê. Đến đón cô. Sự sẽ còn đau chờ đoạn cảm tình. Hóa ra trong hy minh bài làm bù đau để chẳng nó trao chẳng là giá sổ trên sự đời chinh phú dòng yên chuyện khó. Bộ dạng của anh bây giờ khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Tha ô bù à tha chào chân nàn quá thư ô chẳng phá chẳng rong dư chả ý chế chẳng ra hưng lỡ xin chỗ chân xin hoàng hoa. Tại sao nói vậy? Anh ta nói đúng. Tôi chẳng cho mai cái gì. Đang ngây dây tù chú lỡ trong khâu chờ làm chân mô yêu hồi đó. Lấy anh nhé. Chắc là ở trong túi, em kiểm tra kỹ lại coi. Cái hôn 2 năm rồi mà sao vẫn như vậy chứ? Đây, xà lách của em đây. Đồ em dặn anh mua làm sao anh quên được. Phải vậy chứ. Nè, sao vậy chậm cái gì? Còn lạc đường hả? Lạc đường gì? Tôi muốn tạo bất ngờ thôi. Lại hoa nữa hả? Nhà mình không còn chỗ để hoa nào đâu. Chỉ cần em thích thì ngày nào anh mua. Ai ai người nghĩ cho người độc thân như tôi xíu đi. May mắn là khi đi hết một vòng, vậy cuối cùng vẫn là em. Mai, anh đặt vé xe quay.